Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng ứng dụng tiếng Nhật bài 2. Từ vựng ứng dụng tiếng Nhật bài 2. Số 1 ra Tamuchi nghĩa là bảo vệ. Tamuchi là bảo vệ. Số 2 là Kankoku nghĩa là cảnh báo. Kankoku nghĩa là cảnh báo. Và là Hotto nghĩa là yên tâm. Là hige nghĩa là râu, nghĩa là saiten nghĩa là chấm điểm. Là aratamiru nghĩa là cải thiện. 7 là kubi nghĩa là sa thải. Tora nghĩa là con hổ. Chính là Netamu là ghen tị. Số 10 là cư ta cô tôi cô là bạch cuộc bạch tổ ta cô là bạch tổ mười một nghĩa là mô tô nghĩa là ban đầu. Mười hai là ma là bình thường. Ma là bình thường. Mười ba là Nico là mỉm cười. Nico là mỉm cười. Là Pika là lấp lánh. Pika là lấp lánh. Và Pira là trôi chảy. Pira là trôi chảy. Tama là tình cờ. Tama là tình cờ. Tamuchi là bảo vệ. Kankoku là cảnh báo. Hotto là yên tâm. Hige là râu. Saiten là chấm điểm.
Aratamiri. Aratamiri là cải thiện. Kubi, Kubi là sa thải. Tora, Tora là con hổ. Netamu, Netamu là ghen tị, đố kỵ. Tago, Tago là bạch tuộc. Moto, Moto là ban đầu. Maa, Maa là bình thường. Niko, Niko là mỉm cười. Pika, Pika là lấp lánh. Bera, Bera, Bera là tôi chảy. Tama, Tama, Tama là tình cờ. Mình xin kết thúc từ vựng tiếng Nhật theo tiếng từ vựng ứng dụng tiếng Nhật bài 2 tại đây ạ.